Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày thứ tư, hai vợ chồng mình tiếp tục leo núi. Ở Quy Nhơn bao nhiêu ngày sẽ leo núi bấy nhiêu ngày. Lên trên đây không khí rất là trong lành. Ở trên đó rất là tâm linh. Vì mình là người Công giáo đó mọi người. Những cái ngày dịp Tết như thế này, dành thời gian lắng động tâm hồn lên trên núi, vừa có sức khỏe, vừa có cơ hội nhìn lại bản thân mình, mong muốn gì trong năm mới và cầu xin ơn trên đồng hành với những cái dự định trong năm mới. Thì hai vợ chồng Mai Rân tiếp tục chia sẻ đến cả nhà mình đoạn đường lên núi. Và đây là bạn đồng hành. Đối với những người lần đầu mà leo núi như thế này đó mọi người, một chặng đường thì nhìn đá sỏi gồ ghề như thế này nè, cũng là ngại ngại đi đó. Nhưng mà với quyết tâm thử thách hoặc là trải nghiệm đó thì cứ đi đi rồi sẽ đến đích. Và khi đi như thế này vừa đi vừa thở. Đây. Đất còn ướt vì sáng hôm nay trời mưa đó. Chiều nay mà đi như vậy cũng hơi bị trơn đó mọi người. Đó, nhỏ nhỏ như vậy cũng leo núi nè, giỏi chưa? Đây nữa nè, giỏi quá ta, quá giỏi luôn. Chào con thiệt tuyệt vời. Đây là cái đoạn đường có bậc thang từng bậc như thế này, lên sẽ dễ lên hơn, dễ đi hơn đó. Giờ này bây giờ mà leo lên trên đó cũng khoảng 4 giờ chiều, hơi tối. Bình thường ngày đi bộ 6.000 bước khoảng 5 cây số. Nhưng bây giờ leo núi khoảng 3 cây số thôi mà cũng rất là đuối luôn mọi người. Leo như thế này nè, cứ bậc cao đó lấy hơi đi một đoạn thở hổn hển luôn. Tiếp tục đi tiếp. Sài Gòn về mà lười vận động đó mọi người. Mà đi như vậy là cơ hội đó. Cơ hội để thân khỏe. Lên tới đây là đã tới trạm dừng chân thứ nhất tại Tượng Đài Đức Mẹ. Và bây giờ sẽ đến điểm cuối cùng. Trên đây mình sẽ bao quát hết. Gió mạnh lắm luôn.
sáng cho đến chiều tối. Là khoảng 6 giờ chiều đó mọi người. Ở trên này trời cũng đã tối và ở dưới nó đã lên đèn. Đó. Hai vợ chồng mới cầu nguyện ở cái tượng đài Đức Mẹ xong. Đây. Ở trong Sài Gòn đó mọi người, nhiều khi cơm áo gạo tiền đó mà dành thời gian ha, để tĩnh lặng tâm hồn lại đó, để nhìn vào bên trong chút xíu thì cứ nói rằng không có thời gian, không có thời gian đâu. Nhưng khi về đây á, thì mình chỉ thích là đi lâu lên trên chỗ tượng đài Đức Mẹ này, rồi lên trên cây thánh giá Chúa ở trên đó đó, mình đọc kinh rồi mình cầu nguyện để tâm hồn mình được bình an hơn. Và mình cũng cầu mong cho năm mới của mình thân khỏe, tâm an, để mình lo gọi là thỏa mãn đam mê nghề nghiệp, làm việc gì cũng được, miễn vui là được, hợp lương tâm và hợp luật pháp là ok. Còn bây giờ mình đi xuống núi thôi. Trên này rất là lạnh mọi người ơi, đi lên này là phải mặc hai áo, lúc đi cởi áo, lúc về mặc áo vô, lúc lên nó rất là nóng. Còn bây giờ đã đi về thôi. Đi xuống núi mà trời tối như thế này nè, tối mù luôn cả. Đó. Giờ này 6 giờ chưa? 6 giờ chứ mấy. Ba coi coi mấy giờ rồi. Mới có 6 giờ mà tối vậy đó mọi người. Ba hôm vừa rồi đó là đi vào buổi sáng, nhưng sáng nay trời mưa quá. Sáng nay hả, thấy trời hết mưa mặc đồ vô, cái ai biết Quy Nhơn mưa dầm mưa dai dẳng đâu. Mới mặc đồ xong bước ra một phát chưa kịp dắt xe rồi mưa chút luôn ở nhà. Nhưng không bỏ cuộc, chiều nay quyết tâm đi cho bằng được. Và cuối cùng cũng thực hiện được kế hoạch của ngày hôm nay là leo núi. Ngày thứ tư, mình còn khoảng 4 ngày leo núi nữa sẽ vào lại Sài Gòn, tiếp tục một năm mới đầy năng lượng, đầy đam mê.